FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Tottenham Hotspur và câu lạc bộ Manchester City. Đây là trận đấu tâm điểm của vòng đấu đầu tiên giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8. Và ở trong này Tot sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà. Và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra thì đội khách Man City sẽ chấp được chủ nhà Tot với mức kèo chấp là 0.75. Mức kèo cũng hay tăng là một trái và cũng hay hạ xuống gọi là nửa trái. Và cái mức tài xỉu trong này là 2.75 và cũng hay hạ xuống còn 2.5 và cũng hay tăng là 3 trái. Thì trước khi đi vào nhận định của các bạn, cho mình xin một like video một subscribe kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Tot và Man City thì Tot thắng 2 hòa 1 và thua 2 trước Man City. 5 trận thi đấu gần nhất của Tot thì họ thắng 3 hòa 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Man City thì họ thắng 3 và thua 2. Và ở trận này với mức kèo như thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cược đội chủ nhà Tottenham trận này. Vì sao? Thứ nhất là mặc dù trận này Tottenham bị đánh giá là cửa dưới nhưng mà họ cũng không thua kém gì Man City là mấy đâu. Cái thứ hai là trận đấu này Tottenham có điểm tựa trên sân nhà. Và cái thứ ba là nếu như trận đấu này mà hai đội hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Tottenham chúng ta vẫn thắng kèo. Với đây là một điểm để chúng ta có thể là tin tưởng vào cửa Tottenham trận này. Đó là mặc dù là cái thành tích đối đầu của hai đội thì cũng đang khá là ngang ngửa với nhau, nhưng mà những lần mà Tottenham tiếp đón Man City trên sân nhà các bạn, ở 5 lần chạm trán gần đây thì Tottenham không thua, thậm chí là hình chiến thắng nữa. Và biết đâu trận đấu này với cái lợi thế sân nhà thì một lần nữa Tottenham họ sẽ đá bại được Man City thì sao. Cho nên trận đấu này nào tin tưởng mình hay bạn ưu tiên đi cửa Tottenham cộng 0.75, mình nghĩ sẽ là sáng cho các bạn. Và cái mức tài xỉu trong này là 2.75, 2.5 và 3 trái. Thì mặc dù ở đây là hai đội bóng mạnh đang sở hữu trong đội hình những cầu thủ ghi bàn rất chất lượng, nhưng mà những lần mà mình để ý các bạn, hai đội gặp nhau trên sân của Tottenham thì chỉ có một hoặc hai bàn thắng được ghi mà thôi. Mình dự đoán trận đấu này nó từ hai bàn thắng trở xuống thôi các bạn. Mình nghĩ trận đấu sẽ có tỷ số là 2-0 nghiêng về cho Tot, hoặc là hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số là 1 đều. Cho nên nào tin tưởng mình nữa thì bảo ưu tiên đá cửa xỉu 2.75 trận này. Và mức hiệp 1 thì mức kèo chấp đồng nữa tôi sẽ là một trái. Ở hiệp 1 các bạn thấy là ưu tiên chọn cửa Tottenham, và các bạn ưu tiên chọn xỉu 1, và dự đoán thì 1-2 đội sẽ hòa nhau với tỷ số là 0 đều. Và tóm lại trận đấu khuyên các bạn chọn Tot và chọn xỉu, ai mà cũng vậy. Và cảm ơn FB88 đồng hành cùng mình ở video này. Xin chào, hẹn lại.